đón gió nhé mọi người. Đất dép Huân đã bị đất dép. Hai thằng kia đi tận đâu rồi? Chân nọ chân kia. Đang phát trực tiếp. Yên tâm. Oánh đi rồi, lên cái gì? Ôi giời, thôi, vứt đi. Nó cảnh báo hả? Thôi, thế thì nhỡ trên cái hòn đá. Thôi, nó cảnh báo nguy hiểm đấy. Đấy, vào đá đĩa nó cũng như thế này này. Lên chỗ kia quay. Đang quay đi đây. Chắc phải đi xa nữa cơ. Nó bảo nó có tàu ra nhưng mà hôm nay biển động sóng. Sóng. Sóng như này sao? Nhưng mà coi là lại cả cái san hô được. Quánh đầu tiên sợ ấy rồi. Đá lăn em thôi. Khô hết đấy. Ra chỗ này là đi quay lại rồi. Sớm mà nghỉ ngơi kiểu tắm rất là cua hết bãi Hoàng Lộc. Biển này biển bãi này Việt Nam nhiều lắm, ba mươi nghìn kêu chính xác. Ô thằng này đây à? Quánh đâu? Ta tưởng là mày đằng kia, tưởng mày ở cuối con đường. Quay có gì chưa trong chưa? Đi cua hết bãi Hoàng Lộc. Đây Hoàng Lộc đây. Đây à? Hoàng hậu đấy, đây mới là hoàng hậu này, đấy, mênh mông nhỉ. Quay oánh đi hiển ơi. Ông đi mỗi tí mà. Ông đi để ý vào cái chiêu nó trượt đấy. Trượt đấy, nó trượt phát là may mà nó không không khe không biết gì. Nó bánh vào cuối con đường rồi. Đá địa.
ông Huân kìa. Huân đúng con trèo lên kia.